3 thì em vô tình học lớp của anh ấy. Nghĩa là 3 năm, năm 1, năm 2 là mới có gieo thôi, tới năm 3 mới gặp. Coi như là tìm hiểu từ ngày đầu tiên đi học, xong rồi tới năm 2 là thấy cái tên, xong rồi năm 3 mới được gặp mặt. Dạ. Hồi cái lần đầu tiên, ngày đầu tiên em đi học trong lớp á, lúc đó em cũng đang lúi cúi làm gì phía dưới á. Xong rồi anh mới bước vô lớp thì em nghe thấy tiếng mọi người như kiểu là tập trung vào giảng viên. Thì em cũng ngước nhìn lên, thì lúc đó em thấy anh bắt đầu đi từ cửa lớp đi vô. Mà trời, lúc đó em thấy giống như là nó bừng sáng nguyên cả một bầu trời. Vậy là bừng sáng rồi đó hả em? Dạ, bừng sáng luôn. Xong rồi anh quay xuống lớp, anh cười thật là tươi. Xong rồi em cứ thấy lấp lấp chiếu vô mắt vậy. Trời ơi, xong rồi em bảo chết rồi, trúng tim rồi. Mình tên là Việt Tâm, năm 1987. Thì hiện nay mình đang công tác tại trường Đại học Ngân hàng Hồ Chí Minh. Mình là giảng viên. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em tự giới thiệu, em tên là Thu Hà, em sinh năm 1995. Em hiện đang là giảng viên. Từ từ nha, từ từ nha. 87 tuổi mèo, 95 tuổi hợi, cách nhau 8 năm. Ủa? 8 năm? Hợp, cách nhau 8 năm hợp. Sinh 95 mà là giảng viên rồi á. Vậy là em tốt nghiệp xuất sắc hả? Dạ, em vừa tốt nghiệp vào tháng 7 năm nay. Bạn tốt nghiệp là lại giỏi và cũng thuộc là cái top đầu của trường. Sao em biết? Dạ, tại vì nó như cái câu chuyện nó như thế này. Thực ra là bạn này á là sinh viên của em. Tên thầy trò bây giờ khai đi, yêu nhau từ khi nào? Câu chuyện nó bắt đầu nói chung là cũng là xa xưa, khoảng chắc đầy 2 năm. Mình được phân công giải một cái lớp cho sinh viên năm 3. Rồi vô tình thì bạn này học lớp đấy. Chắc cái mời bạn nói tiếp. Thì câu chuyện của em là như thế này. Khi mới vô trường á, là khoảng năm nhất, năm 2 là em thường hay dò hết cái profile của giảng viên trong trường. Gì em? Dạ, tại vì em muốn biết là trong khoa mình có những thầy cô nào. Rồi nói chung để em chuẩn bị tâm lý trước. Rồi sau đó thì em có nhìn thấy profile của anh ấy, thì nói chung lúc đó cũng không ấn tượng gì nhiều. Tới khoảng năm 2 thì khoa của em là có đại hội đoàn khoa. Sau đó thì em vô cái đại hội đoàn khoa đó thì em cũng có thấy tên của anh ấy trên cái slide. Hôm đó anh làm bí thư đoàn khoa của khoa em. Em nói ừ, thì thầy này là vừa trẻ lại vừa có tài nữa. Tại vì em thích những cái người mà làm trong cái hoạt động đoàn khoa. Tính cách của em thì nó hơi trầm nên em rất là thích những người mà sôi nổi. Rồi tới năm 3 thì em vô tình học lớp của anh ấy. Nghĩa là 3 năm, năm 1, năm 2 là mới có gieo thôi, tới năm 3 mới gặp. Coi như là tìm hiểu từ ngày đầu tiên đi học, xong rồi tới năm 2 là thấy cái tên, xong rồi năm 3 mới được gặp mặt. Hồi cái lần đầu tiên, ngày đầu tiên em đi học trong lớp á, lúc đó em cũng đang lúi cúi làm gì phía dưới á. Xong rồi anh mới bước vô lớp thì em nghe thấy tiếng mọi người như kiểu là tập trung vào giảng viên. Thì em cũng ngước nhìn lên, thì lúc đó em thấy anh bắt đầu đi từ cửa lớp đi vô. Mà trời, lúc đó em thấy giống như là nó bừng sáng nguyên cả một bầu trời. Vậy là bừng sáng rồi đó hả em? Dạ, bừng sáng luôn. Xong rồi anh quay xuống lớp, anh cười thật là tươi. Xong rồi em cứ thấy lấp lánh chiếu vô mắt vậy. Trời ơi, xong rồi em bảo chết rồi, trúng tim rồi. Ủa, là lần đầu tiên nhìn là em thấy trúng tim luôn? Dạ. Sao em gan vậy? Người ta thầy em mà em không lo học hành, mà em học trò mà em gặp lần đầu tiên mà em trúng tim là sao? Tại vì em là rất là thích những người con trai như kiểu đeo mắt kiến, rồi nói chung là nụ cười có duyên. Rồi lúc đó em làm gì? Em có cho anh biết em có đá xi nhan, bật đèn gì không? Dạ không. Em thì tại cái tính của em nó trầm lắm nên em thấy vậy em đứng hình. Em có đứng hình vài giây, sau đó em mới làm tiếp mấy cái công việc mình đang làm vậy thôi. Lúc đó còn biết gì nữa chị ơi. Giấu trong bụng phải không? Nên là nó nổ lực bụp trong mày thôi mà giấu phải không? Em nói thiệt, lúc đó mà nghe tiếng sét đánh cái đùng cái hơi là tóc chưa dựng lên là mai lắm rồi đó. Còn thầy, lúc đó thầy có ấn tượng gì với cô học trò này không? Nghe ấn tượng thì nó cũng không có gì nhiều hết. Tại vì vô lớp thấy bạn đồng này quá. Cũng ngồi bằng đầu nhưng mà cũng không phát biểu không gì hết, thì cứ lúi cúi học. Thì mình cũng cố gắng là hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi hết tất cả lớp đấy. Thôi nói chung là xong xuôi hết lớp đấy rồi cũng vẫn chưa có gì. Thì tới khi nào mới là nhưng mà là... nó có ấn tượng rồi. Thực ra thì bạn Hà này cũng dễ thương quá. Dễ thương như thế nào? Dễ thương nói chung nhưng mà... là đúng cái style mình thích. Nhưng mà học trò nếu nói chung thì cảm xúc trong người luôn. Rồi cũng là hai người đều giấu. Tất nhiên rồi. Thì đến lần nào mới là chính thức hai người mới hẹn hò với nhau,
ai là cái người dám mở lời cho đối phương biết là mình thích đối phương, trong khi có một cái ranh rào cản, ranh giới vô hình là kiểu như thầy trò. Chung thì nó cũng có một chút xíu cái mẹo trong đây chút xíu, là bạn ấy tham gia vào một cái lớp đội tuyển tin học của trường. Thì lúc đấy thì Tâm cũng là đang là gọi là giảng viên để mà huấn luyện cho các bạn, thì mới tạo một tình huống nhỏ nhỏ thôi. Đó là mình đang cần, thầy đang cần một cái chuyện này, bạn nào giúp với. Xung phong hả? Dạ, thì cũng bạn này xung phong. Bắt đầu là hai bên có vẻ như đã có ngầm hiểu rồi. Như đó là rồi là cuối cùng, nhưng mà em được phụ việc, em được phụ việc cho cái người mà em gặp nhìn đầu tiên là em đã bắn điện chiếu, lúc đó cảm giác em như thế nào? Thì bắt đầu ảnh mới ra cái chiêu là nhờ giúp đỡ đó. Thì em cứ suy nghĩ trong đầu là trời, không biết mình có nên nhắn tin không, tại vì em nghĩ là chắc cái lần đầu tiên mình nói chuyện phải là một cái lần nào đó như kiểu là nó hay hơn là cái chuyện mà giúp đỡ trong công việc như vậy. Thì em cũng phân vân lắm. Thì tự nhiên có một cái con bé trong lớp, nó cứ chạy lên, nó thầy ơi em làm được cái này, em làm được cái này để em làm cho. Thế là máu lên liền, chết rồi, con bé nó giúp, nó rút trước rồi, giờ mình phải làm sao. Em cứ đấu tranh một hồi xong rồi em mới quyết định là nhắn tin. Em có kèm thêm một câu là mặc dù biết là bé đó đã giúp rồi nhưng em cũng muốn giúp thêm một chút. Rồi bao lâu nhau hai người mới nắm tay nhau? 3 tháng sau. Hai người không có ngại là ở trong trường ta để ý là học sinh trong lớp dòm ngó hả? Dạ không, tại vì đây là bí mật, không có để ai biết hết, rất ít gặp nhau. Rồi giấu tới bao giờ mới là cái thời gian hẹn hò bí mật đó kéo dài bao lâu? Chắc cũng khoảng cả năm đấy. Wow. Rồi bạn cả năm đấy, rồi sau đó bạn đã tốt nghiệp thì là mình công khai thôi. Cái cảm xúc mà mình phải lén lút bí mật nó như thế nào? Nó hồi hộp, nó đã lắm luôn á chị. Làm gì nó lén lén, mình thích lắm. Thật ra ở trong trường thì mình mới kín đáo thôi. Còn nói chung bạn bè bên ngoài, rồi ba mẹ này kia cũng biết. Cũng biết. Nên gọi là giấu thì cũng không hẳn là giấu. Nhờ mình phải làm sao cho nó tế nhị. Coi như là hạn chế cái việc ở trong trường thêm tình cảm với nhau thôi. Nhưng mà còn Hà thì sao? Bởi vì lúc đó Hà còn đang đi học, mà đây là một cái người mà đang là thầy của mình nữa, thì khi mà về nhà thì ba mẹ có ý kiến gì không? À, câu hỏi đầu tiên mà ba em hỏi em là thế anh nó tuổi gì? Mọi người em nói là tuổi con mèo. Xong người ba nói hớp 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 tám hớp được. Em nói rồi, mèo với heo hợp lắm. Ba mẹ em thì cứ thấy cho quen thôi, tại vì hợp tuổi rồi, không có vấn đề gì cả. Có rồi, tới cái lúc nào mới gọi là một cái dấu ấn, gọi là hai người chính thức công khai tình yêu? Trước khi đó thì em cũng rất là muốn công khai luôn rồi, nhưng mà anh thì nói là thôi thì đợi em tốt nghiệp, để như kiểu là lúc đó em thì cũng hết là sinh viên trong trường, thì lúc đó mình công khai thì cũng sẽ không có ai nói gì hết. Thì cái ngày mà em tốt nghiệp chính là cái ngày mà em công khai. Như từ cái ngày mà bắt đầu biết nhau rồi quen nhau cho đến cái ngày mà công khai là gần một năm trời đó. Nhưng lúc đó em có cảm giác là em bị khó chịu không? Tại vì anh nghĩ là đối với là các bạn nam á, thì các bạn có chuyện có công khai người yêu mình trên Facebook hay không, cái chuyện đó bình thường. Tại vì miễn sao mình ở bên cạnh người yêu mình là được rồi. Nhưng mà còn các bạn nữ lại khác. Các bạn nữ luôn luôn muốn là coi như được mọi người thấy được cái tình yêu mình đang rất là dễ thương, đang rất là đẹp, mà phải chịu cái thời gian là một năm trời, thì bạn nghĩ làm sao? Trời, lúc đó em cũng nói chung là cái thời gian nó cũng rất là khó chịu. Tại vì trong lúc mà quen anh ấy thì cũng có thời gian em đi học, mà trên lớp thì cũng hay nhắn tin lắm. Em cũng ngồi gần bạn bè nữa, mà mỗi lần nhắn tin thấy bạn nó cứ hay nhòm qua. Mà em thì sợ như kiểu là bạn nhìn vô cái avatar mà thấy được ảnh là trời, lúc đó em cũng đau tim lắm. Thì có mấy đứa cứ hỏi trời đang nhắn tin với thầy hả? Xong rồi em bảo ừ đúng rồi, có việc học. Có người việc học nên mới nhắn tin. Xong rồi em cứ phải nép qua một bên, em nhắn vậy nè. Nói thì nói chứ cũng mới có 20 tuổi à. Đúng rồi. Là có 22, hiện giờ mới có 22 tuổi. Là sẽ còn những tính là vu vơ, giận hờn, hơi con nít nè. Thì hai người chắc chắn sẽ có những cãi vã, những xung đột trong cuộc sống với nhau đúng không? Thật sự thì em không có biết giận hay là... Nói chung là chưa có giận nhau bao giờ luôn. Hả? Chưa từng cãi nhau luôn. Thực ra đây tôi nói cái này cho tôi Tâm sự riêng với lại bài Tâm thôi. Tâm đừng có coi những cái vấn đề này là một áp lực tâm lý nha. Thường thì mình quen mấy bạn sinh viên á, mấy bạn còn rất là trong sáng, rất là ngây thơ. Tại vì các bạn chưa có đi làm á, nhưng mà rồi khi mà ra một cuộc sống mà nó vùi dập mấy bạn một vài lần rồi đó, thì tâm lý các bạn sẽ rất là khác. Và đôi khi các bạn sẽ biến chuyển tâm lý của mình và không còn yêu mình nữa. Bạn có sợ điều đó không?
thật ra điều này cũng sợ chứ, nhưng mà thực ra tới đầu năm tư là bạn Hà đã đi làm rồi. Bạn Hà đi làm ở một công ty chuyên về tư vấn giải pháp hệ thống thông tin. Và trong thời gian này đúng là nó cũng có một số khó khăn, là bạn đi làm có một số dự án bạn cũng đi làm xa, cuối tuần mới về, rồi cũng gặp nhau được chút ít, rồi lúc bạn đi làm thứ gì đấy rồi cũng ăn uống không được, rồi áp lực công việc, rồi đủ thứ vậy đó, rồi bạn cái điện thoại về lúc mệt này kia, trời ở đây cũng lo quá trời quá đất luôn. Nhưng mà tôi nói thiệt, bạn đừng buồn nha. Chứ bạn gái bạn là vừa nhỏ nhắn, trẻ trung, xinh đẹp nữa. Chắc chắn là phải có nhiều người theo đuổi. Vệ tinh coi như là xếp hàng dài luôn á chị. Có, tất nhiên là phải có vệ tinh theo bạn Hà. Nhưng bạn Hà này có bật cái chế độ phòng thủ khá là hay. Phòng thủ sao em? Dạ em được cái là người ta nhắn tin tới em á, em cũng không bao giờ trả lời. Gọi điện mà số lạ một cái là em không có nghe. Nhưng mà nếu mà gọi 2-3 lần thì chắc là mình phải nghe rồi, chắc là có chuyện gấp. Nhưng mà ví dụ các bạn nam mà nhắn tin Facebook á, em cũng không bao giờ trả lời luôn. Nhiều khi em để trôi cho tới khoảng 3-4 năm trời á. Xong rồi lâu lâu người ta nhắn thêm một cái lần nữa vào cái năm nay rồi, thì em thấy thôi cũng kỳ kỳ nên em mới trả lời lại một cái. Đó là lâu lâu thôi. Em còn có nghĩ là đến một lúc nào đó em trả lời lại một cái là em dính luôn. Em cũng bùng chết như cái lần đầu tiên. Dạ thường thường em trả lời đúng một câu duy nhất, sau đó em lại mất tích luôn. Câu gì? Là ví dụ bạn chào thì mình lại chào bạn. Xong rồi hết. Em không đây chị đang hỏi là em có nghĩ đến một lúc nào đó tự nhiên em gặp một cái đối tượng nào đó khác, một ông thầy nào khác, hay một MC Quang Bảo chẳng hạn, một anh nào khác đó mà cũng đeo mắt kiếng giống như là anh thầy giáo này, rồi tự nhiên trái tim em cũng rung động, rồi em cũng bùng chéo rồi em đi theo ông ta, em bỏ anh này luôn. Em nghĩ tới ngày đó chưa? Dạ cái này thì em cũng chưa nghĩ tới, tại vì em rất là khó thích một người nào khác. Nhưng bây giờ là em thích hay là em yêu? Dạ yêu. Em biết yêu là thế nào chưa? Đây là tình đầu tiên, mối tình đầu tiên của em hả? Em cũng không biết định nghĩa mối tình đầu tiên là như thế nào nữa. Là cái cảm giác mà em nhìn người ta cái em bị giật. À vậy đây là lần đầu tiên. Dạ. Mình bạn mới 22 tuổi, nhưng thật ra nếu mà như mà ở ngoài bề ngoài thì nhìn nhí nhảnh lắm. Nhưng mà thật sự va chạm, thật sự mà trong cuộc sống thì thật sự bạn rất là kiểm tra, bạn hiểu rằng đến lúc nào cần thiết phải làm cái gì, nói gì như thế nào là bạn cũng rất là kiểm tra. Mình rất là tin vậy. Hai bạn có dự tính gì cho cái đám cưới hay là cái tương lai của mình chưa? Chắc chắn là sẽ cưới nhau rồi đấy. Và cũng dự tính là khoảng sau Tết năm sau 2018 là cũng sẽ bắt đầu là cưới đó. Có nghĩa là mình mới dự định thôi. Dự định. Hai gia đình đã gặp mặt nhau chưa? Đang chuẩn bị để lên chi tiết. Nhưng mà rồi hai gia đình có biết cái chuyện này chưa? Hai gia đình là cũng biết rồi, hai gia đình cũng thúc rồi. Cũng hối thúc luôn. Dạ. Bạn mới có 22 tuổi thôi đó mà gia đình hối thúc rồi đó hả? Ôi cái này ba mẹ em còn kêu là trời ơi, 22 tuổi là già rồi. Hồi xưa ba mẹ khoảng mẹ em có 19 tuổi là lấy ba em rồi. Nhưng mà thầy giáo có mình suy nghĩ kỹ là mình thấy mình có còn những cái khó khăn nào để tiến tới cái cuộc sống vợ chồng không? Đúng là nó cũng có một số cái khó khăn về ví dụ để mà sống chung với nhau. Nhưng hy vọng là chắc là hai đứa sẽ vượt qua được hết. Em có cái điều gì mong muốn người vợ tương lai của mình sẽ thay đổi không? Bạn Hà thì có một cái là trong một số công việc, kể cả cuộc sống, lâu lâu bạn hơi mất tự tin. Nhưng mà cái cách an ủi của Tâm đó là nhiều khi nó lại không có được lãng mạn, tại mình nhiều khi mình thực tế quá. Nên là mình lại không an ủi được một cách đúng tâm trạng của bạn, là bạn cũng hơi buồn buồn. Thầy giáo nè, rất là may mắn không? Có một cô học trò xinh xắn đáng yêu sắp sửa làm vợ của mình, mà mình thì có những cái vô tâm. Bây giờ có chương trình đây này, mình có biểu hiện gì đó để cho bạn gái người ta cảm thấy sung sướng chút xíu chứ. Tại vì thì trước tới giờ cũng thiệt là anh chưa tặng hoa cho em. Thì hôm nay thì cũng muốn tặng bó bông, bó hoa xin để thể hiện tình cảm. Cảm ơn. Trời ơi. Yêu là cưới mà rất là cá tính của anh ấy. Đó chỉ là lý tưởng thôi ha. Nhưng mà ngoài đời thực mình bớt xuống một chút đi ha. Dạ em đưa cao cao đó, chị trả giá xuống bớt. Giá xuống bớt là có bớt đúng không? Dạ. Bây giờ trước khi mà tôi qua tôi xem mặt bạn nam nó giùm cho bạn nha, thì bạn còn muốn dặn dò tôi cái gì nữa không? Không thích cái điểm gì hay thích cái gì hay cần cái gì nữa nói một lần cuối thôi. Em thích uống thuốc kìa. Rồi thầy Trung Hỷ. Bạn tên là gì? Em tên là Lê Quý Linh Đôn ạ. Hiện tại em 27 tuổi. 27. Lê Quý Linh Đôn 27 tuổi.
Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu ạ. Xin mời bạn. Chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Thùy Dương ạ. Em năm nay 25 tuổi. Em đến từ Tây Ninh ạ. Tây Ninh sao thấy nó giọng miền Trung? À, dạ đấy là giọng em giả đấy ạ. Ủa là sao? Vậy giọng thiệt em là giọng sao? Dạ giọng thiệt em là giọng này ạ. Ồ. Thế em làm nghề gì? À, dạ hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ạ. Mình giả giọng tiếp luôn đi. Dạ chơi luôn ạ. Cái lý do tại sao lại ra giả giọng như vậy? À, giả giọng là một cái năng khiếu của em ạ. À, em có thể giả được nhiều chất giọng khác nhau. Em có thể hát, có thể vẽ và em còn có thể làm bánh ạ. À, hát luôn, làm khúc luôn. Dạ em xin hát một khúc của bài Say You Do ạ. Rồi. Là buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ này vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng. Nhưng chưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đâu. Say you do, say you do. Dạ. Bạn Nam ơi, bạn Nam có đáp lại gì không? Ờ, em ca hát và giả giọng cũng được. Nhưng mà giọng thì... Nói chung là chỉ ca hát thôi. Ca hát đi. Em hát bài Em Trong Ở Tôi đi. Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh rất hiền. Không quần jean dài cao gót, em chọn jean mình em áo dài. Duyên dáng giống như hoa kế bên thềm, ngàn hương không que sặc màu, ngàn đó hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Ờ gì được anh. Chất giọng này đặc biệt lắm á nha. Dạ em là hiện tại là đang làm nhân viên phòng, chuyên về ngành IT. IT. Dạ. Dạ. Làm văn phòng thì rất nhiều cô gái xinh đẹp ở trong văn phòng. À, thật ra thì công ty em phần lớn là người lớn tuổi luôn. Dạ đúng rồi, em là trẻ nhất nhì trong công ty ạ. Dạ. Dạ. Có trải qua nhiều mối tình chưa? Dạ, 3 mối tình ạ. Còn bao nhiêu thì hình như là đơn, còn một số mối tình thì được hơn rất nhiều lắm. Nhiều quá vậy. 27 tuổi mà nhiều mối tình vậy sao không tìm được người nào đi chung con đường với mình? Cũng do em một phần là do người yêu của em phần đó. Thì nói chung là cái gì qua rồi thì có thể cho nó qua đi ạ. Nhưng mà em có thể rút ra kinh nghiệm là tại do em một phần nào? Để khi mình có mối tình mới thì mình đừng có đạp lên những cái vết xe đổ đó nữa. Nhưng mà em cũng nóng tính luôn anh. Nóng tính là gì nữa? Nóng tính hay lãng trí hay quên, nên là đôi lúc là bạn gái đợi lâu rồi rất là nhiều. Là sao hẹn người ta mà quên luôn á hả? Không quên chị, nhưng mà trễ khoảng tiếng đồng hồ chị. Trời ơi. Ơi. Vậy ít quá hả? Ít quá ha. Được, cái này không được, cái này là anh thấy phải rút kinh nghiệm rồi. Nghe bạn trai nói vậy đó, hẹn mà có thể là lãng trí quên tới 1 tiếng đồng hồ mới tới thì em thấy sao? Cái này không được rồi chị ơi. Tính em là em không thích chờ đợi. Hẹn mà tiếng mà tới là chắc cũng phạt cái gì đấy. Dạ hả? Dạ. Bây giờ mình giới thiệu rõ hơn, mình nói kỹ hơn một chút xíu về công việc của mình. À, dạ việc của em là về quản lý chất lượng. Em làm trong siêu thị á. Thì khi vào thì em sẽ kiểm tra về chất lượng của sản phẩm đó có được đảm bảo hay không. Dạ. Như vậy thì mình tiếp xúc nhiều người lắm chứ em. Lý do tại sao mà mình phải nhờ tới chương trình? Dạ có thể là do công việc của em thì nó rất là bận rộn. Cả ngày thì chị kiểm tra về chất lượng sản phẩm, chỉ tiếp xúc với sản phẩm thôi, rồi tối lại về phòng mệt quá rồi lại ngủ. Ưu điểm của em hồi nãy giờ chị thấy rồi ha, hội họa, ca hát, rồi giả giọng. Vậy còn cái khuyết điểm của mình hay cái tật xấu của mình? Dạ tật xấu của em là khi mà em giận lên rồi em không nói gì nữa hết. Em mặc luôn, em cứ im vậy đó. Vậy mình làm gì? Dạ cứ ngồi im ngồi chỗ như tự kỷ. Thì tốt nhất là đừng ai lại gần em hết. Ghê vậy hả? Dạ em cắn á. Bạn đã từng cắn ai chưa? Dạ chưa. Tại bạn bè em cũng có rút kinh nghiệm rồi nên thấy em vậy là cứ tránh xa em hết. Nếu mà bạn gái mà tự kỷ, ai nhào vô cắn á thì bạn sẽ xử lý thế nào? Em nghĩ thì lúc đó thì nếu được thì cứ cắn đi. Cứ để cho cắn luôn. Dạ. Cắn đau quá thì sao? Đau quá buông ra chứ anh sao? Mà tao không buông. Rồi đẩy ra chứ anh. Bạn có tật xấu gì không? Dạ thì em thì khó tính, nóng tính. À, đôi chút cũng có một chút khó tính thôi. Mình muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Dạ hình mẫu bạn trai lý tưởng của em đó là biết quan tâm, chia sẻ và phải tôn trọng em, sạch sẽ nữa chị, không có ở dơ. Ủa bạn trai trước đây ở dơ lắm hả? Dạ không, có thể là do cái nghề nghiệp của em nó ảnh hưởng tới. Tại lúc nào bên em là lúc nào cũng phải sạch sẽ.
Rồi anh hưởng tới. Dạ không anh, tại vì em dân thể thao nên là lúc nào mỗi ngày phải tắm từ 2 đến 3 lần. Dạ. Chơi thể thao môn gì? À, em chơi đá banh và chơi gym, rồi chơi lâu lâu thì em đi bơi. À. Mình thích cái bạn trai của mình có cái mẫu người lý tưởng không? Cái gì giống ai, cái hình tượng của mình không? Dạ em thần tượng David Beckham. Em thích cái vẻ ngầu ngầu mà rất là cá tính của anh ấy. Đó chỉ là lý tưởng thôi ha. Dạ, mà ngoài dạ, đời thực mình bớt bớt xuống một chút đi ha. Dạ em đưa cao cao đó thì trả giá xuống bớt. Trả giá xuống bớt là có bớt đúng không? Dạ. À, bây giờ trước khi mà tôi qua tôi xem mặt bạn nam nó giùm cho bạn nha. Thì bạn còn muốn dặn dò tôi cái gì nữa không? Không thích cái điểm gì hay thích cái gì hay cần cái gì nữa nói một lần cuối thôi. Em thích uống thuốc vậy. Rồi phải trung thủy. Dạ chào chị. Chào em. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ không vậy. Có trung thủy không? Dạ có. Tự nói không luôn. Cũng cao dữ ha, cao mét nhiêu? Dạ 1m84 chị. Hả? Đứng lên coi. Có nói thấp không? Dạ 1m84 chị. Cao dữ, anh Mười Linh đứng lên thử coi đúng không anh Mười Linh? Em ngồi xuống đó chị. Cao dữ ta. Thích nhất bạn gái mình ở điểm nào? À, thân hình cân đối. Cao 1m6 trở lên. 1m6 trở lên. Dạ. Đó nãy giờ mình quên hỏi cô bên này mét nhiêu à? Dạ em trai, mét rưỡi được không? Cái này giống bên gì tên Thành Thành à? Thôi mệt. Dễ thương lắm cưng. Ủa cưng cao 1m5 thiệt hả? Dạ 1m54. 1m54 không sao, mình con gái mình mang dài cao lên cũng được. Dạ. Em sợ em đứng thấy nát thẳng quá. Không, bạn bên kia dễ thương lắm. Được. Dạ em chào anh. Chào bạn. Trai lùng hơn mình mới lo chứ gái thì có sao. Dạ em cảm ơn anh, ai cũng nói vậy hết à. À cũng nói vậy. Dạ. Nhưng mà mình cao lắm. Cao lắm anh. Ừ, 8 mấy rồi. Chắc em đổi từ 8 phân thành tấc. À phải mang giày cao nữa đúng không? Dạ. Chứ sao, tình yêu mà đồng gì có chuyện cao hay là tấp ở đây. Dạ. Quan trọng là hai trái tim đồng điệu với nhau thôi. Dạ. Bây giờ nghe bạn kia nói cảm nhận được gì chưa? Dạ hơi tê tê. Cái gì đâu tê. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau. Các bạn có 2 phút. Kéo màn. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh ạ. Anh có món quà gửi em. Dạ em cảm ơn ạ. Mong là em thích nó. Đứng vô đo cái coi. Mà xứng đôi chứ gì đâu. Dạ em cũng có một ít bánh em gửi anh ạ. À cảm ơn em. Dạ có đau bụng thì liên hệ lại em. Như vậy em phải cho anh số chứ liên hệ được chứ. Quà gì vậy, quà gì cho coi với thôi. Tò mò. Này cho. Cái này khó gỡ. Coi tặng cho em là thôi, em để về nhà em xem mình đi. Em ích kỷ lắm. Em có định là trong 3 năm tới thì em có dự định gì cho gia đình gì không? Ví dụ như là kết hôn hay là gì đó. À, dạ cứ mình quen trước đi anh rồi mình tìm hiểu. Rồi thấy hợp hay là tới lúc cần thiết á, tới lúc mà nó chín mùi rồi á thì mình tiến tới hôn nhân. Ừ. Điều quan trọng nhất đối với em á, hiện tại là gì? Điều quan trọng nhất của em bây giờ đó là niềm vui anh. Cứ cái điều gì làm cho mình vui vẻ thoải mái là em thích điều đó. À. Cảm nhận về nhau thế nào hai bạn? Em thấy ảnh cao quá. Thấy em cũng cao mà, đâu có thấp đâu. Tại có giày á, nhà em đi 8 phân rồi. Em đi mang guốc một tấc thì cũng đâu quan tâm đâu. Tại vì em cũng đâu cao hơn anh được. Nên không sợ thì cũng xứng đôi. Ví dụ như là nếu mình quen nhau mà gia đình anh phản đối á thì anh làm thế nào? Vậy thì cuộc sống của anh là do anh quyết định. Hồi xưa giờ là chứ ba mẹ nó không có can dịp vào. Họ chỉ góp ý thôi. Dạ. Và đứng lần sau lưng anh thôi. Mỗi người nói về nhau một câu nữa, tình cảm, cảm xúc. Em sẽ bấm. Vậy thôi. Hết. Còn em thì sao? Chút là anh sẽ biết. Rồi, các em. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đến để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 3 hai bạn nha. Mình có thể nắm tay nhau. Cảm giác sao em? Dạ. Cảm giác sao? Nó khó tả lắm. Đây, thay mặt chương trình gửi tặng cho hai em. Dạ em hy vọng rằng là hai em sẽ có được những cái giây phút riêng tư với nhau. Dạ. Tìm được một cái sự đồng điệu với nhau. Dạ. Và đi với nhau được một đoạn đường rất là dài. Thấy sợ không? Không. Kia là nam tính quá hả? Ừ, cũng không vấn đề vậy. Cảm ơn bạn. Ủa, cái gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy em? Em tặng chị hả?
Trời ơi, tôi bự vậy mà tôi xách không nổi mà làm cái gọn hơi vậy trời. Là sao vậy em? Em tự giới thiệu chị làm chị sốc quá. Mời em ngồi. Dạ. Sao vụ gì đây? Dạ, cái này sở trường của em. Sở trường của em là khiên bao hả? Không, dạ, không phải khiên bao. À, là coi như là show sức mạnh đó hả? Dạ. Trời ơi. Dạ. Là bây giờ chị nói cái gì em không vừa ý là coi như là em quay qua em đưa một cái là chị đi luôn á hả? Đó rồi. Hợp quá. Tại vì sự em... xuất hiện bên đó hơi ấn tượng đó, ấn tượng quá anh ơi. Để xem sự xuất hiện đây có ấn tượng bạn hay không. Nào, xin mời bạn trai. Gì vậy? Chào đón bạn đến với bạn muốn hẹn hò. Chào anh. Bạn tên là gì? Em tên là Minh Thắng. Minh Thắng, đang làm gì? Hiện nay em là nhân viên văn phòng của Bắc Sơn. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 24 rồi. Anh Linh ơi, tại vì em hơi sơ suất một tí là vì bạn nữ bên đây xuất hiện lên sân khấu là quá ấn tượng nên em cũng chưa kịp hỏi tên gì luôn nữa. Bây giờ em mới hỏi nè, bây giờ là em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Thanh Thủy. Thanh Thủy. Dạ 22 tuổi. Thủy 22 tuổi, bây giờ em trả lời cho chị biết là chị tò mò quá. Tại sao em đến với chương trình cặp đôi hẹn hò, em ginh nguyên cái bao gạo lên sân khấu để làm cái gì? Dạ tại em muốn thử sức mạnh với các bạn nam. Trời đất ơi, thử sức mạnh với bạn nam bên kia là thử thì sao? Dạ, tại vì tiêu chuẩn hẹn hò của em thì bạn nam phải khinh bao gạo hơn em mới được. À, bên đó có sức khỏe không anh Linh? Nhìn tướng tá đâu sao anh Linh? Không biết bao gạo nhỏ lớn tôi không biết, nhưng mà nếu nhỏ sách nổi bự. Nói chung là cái bao gạo lớn hay nhỏ không biết mà các tường không xê dịch nổi. Nhưng mà em ơi, bây giờ chỉ cần là bạn trai là sách nổi bao gạo này là coi như ok luôn, đồng ý luôn đó hả? Dạ. À, đó là tiêu chuẩn đầu tiên. Dạ, tiêu chuẩn thứ gì là gì, nói luôn lượt đi, em gây nhiều cái ấn tượng cho chị quá. Dạ, tiêu chuẩn tiếp theo là phải hợp với ba mẹ của em. Trời đất ơi. Đầu tiên phải nghiêng gạo, thứ hai hợp với ba mẹ em. Vậy ba mẹ em sao, ba mẹ em thích cái gì? Dạ, ba mẹ em thì thích người cao ráo. Cao. Rồi chung là biết cách nói chuyện với người lớn. Lễ phép. Biết cách nói chuyện với người lớn. Dạ. Là nói chuyện người lớn được, còn nói chuyện với nít sao cũng được. Dạ. Nói chuyện với nít thì nó dễ hơn rồi. Nói chuyện người lớn mới là quan trọng. Người lớn nó quan trọng hơn. Đúng rồi. Và cái ấn tượng đầu tiên nó quan trọng. Tiêu chuẩn mình nó hơi cao quá. Tôi hỏi bao gạo nhiêu ký vậy bạn? Nhiêu ký vậy em? 40 ký. 40 ký lên nổi không bạn? Dư hả? Dư hả? Nãy giờ bạn thấy tiêu chuẩn bạn gái bên kia bạn có đủ đáp ứng không? 90% là đáp ứng. 90% luôn. Vậy cái tiêu chuẩn của bạn như thế nào, có theo tiêu chuẩn của ba mẹ không? Cũng không cần phải theo chuẩn của ba mẹ. Vậy theo tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Chị thứ nhất là vừa mắt em là được rồi. Vừa mắt là sao? Vừa mắt như thế nào mới cụ thể luôn? Không biết bạn bên đó có tóc dài không? Chút xíu đi nói tóc. Tự lập được. Tự lập. Dạ. Thấy khiêng cái bao gạo là biết tự lập rồi. Thủy nè, chị thấy em xuất hiện thì mặc áo đầm cũng rất là nữ tính, nhưng mà lại khiêng bao gạo thì chị thấy rất là men. Bây giờ nếu bản thân em tự nhận xét về mình thì em nghĩ mình có phải là một người nữ tính đầm thắm thùy mị hay là không? Khi mà một người nào đó khi mà tiếp xúc với em thì cứ hiểu lầm về cái giới tính của em. Hiểu lầm về giới tính của em. Tại sao mà người ta nghĩ mình như vậy, mình không thay đổi, em vẫn thích giữ hình tượng như vậy hả? Dạ, tại vì em nghĩ là khi mà ra cuộc sống thì em thích nó cái mạnh mẽ hơn thì sẽ không bị người ta ăn hiếp á. Ủa, nãy bạn nói là bạn thích nữ tính đúng không? Bây giờ nghe bạn bên kia bạn thấy sợ không? Không ạ. Bên kia là nam tính quá hả? Cũng không vấn đề gì hết. Không vấn đề gì hết. Dạ, bạn nói thì ra ngoài thì bạn mới tỏ ra mạnh mẽ để người ta không ăn hiếp thôi, nhưng mà về nhà thì chắc bạn sẽ nữ tính lại. Nếu bạn là nam tính luôn thì sao? Cái đó là phải xem xét lại. Bây giờ trong cái tưởng tượng của bạn, bạn nữ bên kia là một người như thế nào? Theo nghĩ là chắc là tóc ngắn, dễ thương nhưng mà mạnh mẽ. Mạnh mẽ? Dạ. Yeah. Còn bạn tự nhận xét mình là người như thế nào? Có mạnh mẽ không? Đối với em thì lúc cần thì em mạnh, mà lúc không cần thì em yếu. Cái này được. Tức là ai nhu mình, nhu ai yếu, mạnh đúng không? Thế nào bây giờ chị hỏi nè. Em bảo là em đi tìm bạn trai cho mình nhưng mà lại theo ý của ba mẹ. Bây giờ rủi như em gặp một cái người đó em thích hết trơn rồi, em cảm thấy là rung động rồi, mà bây giờ em dắt về ba mẹ em không đồng ý thì lúc đó em giải quyết làm sao? Dạ thì em á thì em là người của gia đình, bởi vậy em tôn trọng ý kiến của ba mẹ của em. Nếu như mà ba mẹ em không cho phép thì em cũng không đi, tại vì em rất là yêu thương ba mẹ của em. Rất là yêu thương. Dạ, cái này rất là căng nha. Tôi xin hỏi bạn trai nè, bạn gái nói vậy bạn có lo không? Dạ không anh. Sao không lo? Tại sao không lo? Tại vì em không nghĩ là ba mẹ bạn ấy không thích em.
À, chứ mà bạn có tự tin là bạn sẽ chinh phục được ba mẹ bạn ấy. Giữa một cô gái rất đẹp và cô gái rất tốt, bạn sẽ chọn cô gái thế nào? Em sẽ chọn cô gái rất tốt. Rất tốt. Bạn nói vậy tôi cũng chưa chắc là bạn trung thực hay không. Có trung thực hay không hay là ngồi trên truyền hình bạn lại nói vậy? Bây giờ nói thật đi, nhìn thấy đẹp mình chọn đẹp chứ tại sao là chọn cô gái tốt? Biết đâu cô gái tốt mặt nó xấu hơn cô gái kia thì sao? Nhưng mà cái đẹp thì nó đâu có tồn tại lâu dài đâu anh. Từ già thì cũng xấu thôi chứ đâu có đẹp hoài được anh. Tôi cũng tạm tin bạn điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem cô gái bên kia rất đẹp hay là rất tốt, thậm chí là có thể vừa rất đẹp vừa rất tốt luôn. Vừa đẹp vừa tốt. Có thể như vậy, chúng ta sẽ xem nha. Nào, một chút cảm nhận về người bạn của bạn. Nè, nhìn cái bao gạo nè. Bên kia khiên nổi không? Đâu có nữ, đâu có nam tính đâu. Rất dễ thương. Ôi, mặc váy đẹp quá chứ. Hả? À, tóc ngắn, mặt tròn tròn. Không sao anh, cái này em nói rồi, lát em dắt đi tẩy tắm trắng nha, đi nối tóc luôn. Không cần, như thế là xinh lắm rồi. Có điều là ba mẹ bạn ấy chọn chứ không phải bạn ấy chọn. Nó khó là chỗ đó đó bạn. Được. Được không? Thả là thấy được rồi ha. Dạ. Bây giờ tới phiên mình phải xem coi cái người bạn trai bên đó nãy giờ rất là tự tin. Những người mà làm được vừa lòng những người lớn tuổi cũng là những người rất là tự tin về bản thân của mình đây. Em phải tự tin nhìn vô mắt chị. Chị là chưa phải khó khăn bằng ba mẹ của bạn này đâu. Ba mẹ bạn này còn khó hơn nữa. Tận bao nhiêu độ? 5.5 độ. Đang làm gì? Nhân viên văn phòng. Có định lấy vợ không? Chắc chắn là sẽ. Rồi được. Được, được em, được. Trời ơi, chị khó vậy mà còn được nữa là chắc là ba mẹ. À, chúng ta sẽ đến với giờ khắc rất là quan trọng. 2 phút, hai bạn sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau và quyết định có hẹn hò hay không. Nào, kéo màn lên. Quay qua. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Ờ, bạn có cần mình nhấc cái bao gạo đó cho bạn coi thử không? Vác lên vai, vác lên hồi vai. Hồi nãy là người ta vác lên vai, người ta lên đây đó. Đó là câu phải nói trả lời trong ngày hôm nay. Rất tôi biết là mạnh mẽ. Bạn đang rất nôn nóng để vác được bao gạo đó. Thậm chí muốn vác về nhà luôn. Rồi bây giờ chúng ta còn một phút nữa. Bạn có thể vác được hơn cái bao gạo đó không? Được. Vậy chừng nào rảnh mà nhớ về nhà mình vác nha, nhà mình nhiều lắm. Hết thời gian. Câu này cũng là một gợi ý mở. Bạn về hãy về nhà, nhà mình vác gạo, gạo nhiều lắm. Là đi làm rễ đó anh nè. Rồi bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ có 3 khắc để quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Mời các bạn đặt tay phía sau lưng ghế. Và bây giờ thời khắc bắt đầu. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Tôi xin hỏi bạn nam á, lúc mà bạn nhấn nút bạn có hồi hộp là sợ bên kia bạn nữ không nhấn nút không? Dạ không. Sao vậy? Tự tin quá vậy? Dạ đúng rồi. Tự tin như vậy luôn? Đúng rồi. Bạn biết chắc là bạn nữ sẽ nhấn nút? Dạ đúng. Tại sao? Tại vì lúc nào cũng tự tin như vậy á, mặc dù vậy không biết kết quả chứ. Trời đất ơi, có chuyện hoang tưởng đó ông. Còn em, tại sao em lại chọn bạn nam đó? Tại nhấc được bao gạo hả? Dạ. À, cái tiêu chuẩn rất là quan trọng. Quan đúng trọng không? Đó. Nếu như mà mình được cái điều đó rồi thì mình không có lo lắng về ba mẹ nữa. Đúng rồi. Dù sao thì cũng chúc hai bạn ngày hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt. Mời các bạn. Dạ vâng, thế. Nhiều khi tính ra anh này là cũng chung thủy đó chứ, cũng cố gắng. 3 năm mà đàn ông tụi tôi chung thủy lắm. Đeo chỉ có qua Zalo mà tụi yêu nhau vậy luôn á. Chỉ có phụ nữ làm khổ đàn ông thôi. Trời ơi trời. Cái gì vậy trời? Chứ còn gì nữa. Ôi, chào em gái. Anh chào anh Kỳ Linh ạ. Thấy thương anh này không? Thấy không? Em, nhẹ dạ không? Mới có qua Zalo mà yêu 3 năm không thấy. Anh chung tiền nhiều quá. Ông nhiều khi ông Zalo mới được 3 năm chứ mà gặp cái là nghỉ 3 ngày. 3 ngày. Trời ơi, mai mốt em phải có người yêu xong em mở lại cái Zalo đó. Em kết nối em cho gặp người yêu mới của em cho là biết mặt. Trời ơi, tính gì mà nhỏ nhen trả thù dễ sợ luôn á. Trả thù, yêu 3 năm không cho người ta gặp ngoài đời, tức xong tức. Tức ha. Ừ. Không nghĩ sao kỳ vậy trời. Cô đó chắc cô có chồng hay cũng kiếm thêm. Thôi đừng nghĩ thì mày những ai đâu kỳ lạ vậy. Cách nhau có 7 cây số hả? Vậy mà gặp anh phải tìm mọi cách anh tới cho bằng được nhà luôn. Để coi cậu có chồng chưa hay là... Đúng rồi, sao em không canh nè? Canh tới, nhưng mà bạn ấy chỉ nhắn tin gọi điện thôi chứ bạn ấy cứ... Em có gọi điện thì bạn ấy phải bận bỏ là lý do là lấy kia này không có nhà hay là bạn ấy đi làm hay là kia. 3 năm trời! Ừ. Coi chừng là người máy đó. Người máy còn đỡ gặp người ma. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái.
Chào cô gái, mời em ngồi. Mời nhà ta giới thiệu về mình. Dạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Rồi em. Em chào chị Ngọc Anh ạ. Dạ. Em chào nhà gái ạ. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Cường. Em 35 tuổi ạ. Em quê ở Thái Bình. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở Hải Phòng ạ. Em quê Thái Bình. Dạ. Nhưng mà làm ở Hải Phòng. Dạ. À. Vâng. Em có bao giờ mà vào thành phố Hồ Chí Minh chưa? Dạ, em cũng vào một lần rồi ạ. À, tôi từ em bay từ Hải Phòng vào đây luôn đó hả? Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Vâng ạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Chào em. Em tên là Yến, em 28 tuổi, em đến từ Hà Nội. Và hiện tại thì em đang làm chủ một trung tâm giáo dục cho bé từ 0 đến 6 tuổi. Với các bạn bị chậm nói thì em phát triển ngôn ngữ cho các bạn ạ. Hay để quá. Các bạn ấy phát triển đúng tuổi ạ. Hay quá. Em bay từ Hà Nội vào á? Vâng ạ, em bay từ Hà Nội vào Sài Gòn ạ. À, một người đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ, một người đến từ thủ đô Hà Nội. À, các bạn ở cũng rất gần nhau nhưng không gặp nhau, lại đến một cái nơi rất là xa để gặp nhau. Đó là cái duyên đó ha. Rồi bây giờ Cường nói cho nhà gái biết những ưu điểm khuyết điểm của mình đi Cường. Dạ, cái khuyết điểm của em thì là hơi tự ti bản thân tí. Vâng, còn ưu điểm của em thì là vui vẻ hòa đồng. Em thì thích nấu ăn, cũng thích đi du lịch và em cũng tham gia một câu lạc bộ thiện nguyện. Vâng. Vậy thì cũng hợp với cô gái bên kia ha. Dạ. Ở công ty em thì em được mệnh danh là Thánh Trộn đấy ạ. Thánh gì? Thánh Trộn. Là sao? Có nghĩa là em rất thích nấu ăn ấy, thì ở công ty thì mọi người cũng thỉnh thoảng là ăn được ăn món ăn trộn của em ấy. Ví dụ là su hào trộn này, hay là đu đủ trộn, hay là sung trộn, hay là cà trộn ấy, thì mọi người rất thích ăn. Lâu lâu mọi người mà không được ăn thì mọi người lại nhắc tới một là sao Cường ơi, sao hôm nay lại không có gì để chọn à, thế hôm sau em lại chọn cho mọi người ăn. Mình phải cảm thấy thích ý. À, thích. Dạ. Làm điều gì cho người khác hạnh phúc đúng không? Dạ vâng ạ. À, vậy là hay rồi. Vậy là em một người đàn ông nấu ăn giỏi đó. Dạ vâng, có em không biết ạ. Vậy là khỏe rồi nha cô gái. Đó nếu mà về nhà không nấu ăn, để bên nhà trai tôi nấu nha. Vâng. Nhưng mà đó là ưu điểm thôi, còn khuyết điểm là có cái gì không? Dạ, khuyết điểm em nói rồi ạ. Nhúc em nhát thì đó. Hay tự ti bản thân tí. Nên nói không nghe. Dạ. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Và em là người mê công việc nên là em có thể làm việc từ 6 giờ sáng đến 11 giờ khuya với công việc mà em đam mê, về việc là dạy các em bé nhỏ ấy. Các bạn rất là đáng yêu. Thế nên là em rất là mê công việc. Và cái khuyết điểm của em thì là cũng ít khi vào bếp núc ấy. Nhưng mà em vào thì em sẽ nấu những cái món đơn giản như các cái món luộc ấy thì để cho nhanh thôi, món khác khó hơn thì em vẫn nấu được nhưng em ít nấu vì bị mất thời gian. Không lo. Vâng. Bên đây luộc, bên kia trộn, đủ rồi. Khi mà em bị stress thì em hay cáu nên là em sẽ không có tiếp xúc nhiều với mọi người, để em thu vào một chỗ ngồi để suy nghĩ trong 1-2 ngày ấy. Chứ nếu mà tiếp xúc mọi người em sợ là bị ảnh hưởng cái năng lượng tiêu cực. Vậy bởi vì bình thường cái năng lượng của em nó cũng rất là kiểu mạnh mẽ, hay là truyền năng lượng và truyền động lực cho mọi người, nên là khi bị stress thì cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu. Thế nên là em ngại tiếp xúc với mọi người lúc mình bị stress. Cái vấn đề đó nó sẽ rất là nguy hiểm nếu như mà trong cái công việc của mình. Thì chị không biết là em có tách ra được cái việc cái công việc của mình với lại cái stress vì cái cuộc sống của mình hay không, tại vì công việc của em rõ ràng là rất là dễ bị stress. Đúng là như vậy, bởi vì công việc của em là những cái stress đấy là do người khác mang lại cho em. Là từ chính các phụ huynh, bởi vì em đó. Bởi vì em hiểu họ ấy, là họ có con bị chậm nói, họ rất là sốt ruột để con mình có thể nhanh tiến bộ. Thế nhưng mà họ không hiểu được là những cái nguyên tắc về não bộ cũng như phát triển ngôn ngữ ấy, là con trẻ nó phải có nhận thức trước. Con nó phải biết đâu là bố, đâu là mẹ, đâu là cái bàn, cái ghế trước khi nó biết nói ra. Còn nếu mà con mà cứ nói ra luôn thì đấy là vẹt thôi, chứ cũng con chưa hiểu là cái gì, cái ghế là để ngồi, cái bàn là để đồ. Thế nên là những cái stress của em là cũng đến từ công việc, nhưng bởi vì là em rất là yêu công việc này nên là 7 năm nay em cũng làm trong cái lĩnh vực phát triển ngôn ngữ này. Cho nên em mới chọn cách là ngồi vào một góc. Em ngồi vào một góc và em cái nguyên tắc của em trong nghề nghiệp là có những stress như vậy mình ngồi mình suy nghĩ để mình tìm cái hướng giải quyết, chứ mình không có được xả ra người khác. Rất hay là đó. Gây tổn thương cho nhà họ. Nhà gái là một cô gái rất là kiên nhẫn luôn á. Vâng. Dạ. Có cãi nhau thì cũng đừng lo. Thôi. À, em gái cho tôi biết chút xíu về đường tình duyên nào.
Em thì trước đây cũng đã từng yêu là 3 người rồi. Mẫu người mà em chọn thì em thấy cũng bị na ná giống nhau, là cũng khá là chín chắn. Thế nhưng mà không đến được với nhau và đi với nhau trên con đường dài thì em tự nhận thấy là cũng là phần lỗi của mình, là em khi đấy em còn trẻ, em chưa cảm thấy là em quan tâm người ta được đủ sâu. Nhưng bây giờ cái độ trưởng thành hơn thì em thấy là khi yêu là mình cần phải dành thời gian cho người ta nhiều hơn, quan tâm người ta nhiều hơn, phải biết cho đi trước khi mình nhận lại. Nhưng ngày trước thì các anh, ba người yêu ấy cũng đều rất là quan tâm nhưng mà không có được em đền đáp lại tình cảm ấy. Thì bây giờ khi mà đến trưởng thành rồi em mới nhận thấy là cũng là do mình. Đấy, nên bây giờ mình cần phải thay đổi bản thân thì tình yêu mới tới và mới lâu bền, mới bền chặt. Đúng rồi. Trời, vậy bây giờ ai mà yêu cổ là sướng luôn ấy nha. Cô đã nhận ra điều đó đúng không? Em thay đổi. Em thay đổi khi mà em bước qua độ tuổi 27, khi mà đợt dịch Covid xảy ra ấy, thì là em sống chậm lại hơn. Thay vì trước là cứ quay cuồng với công việc thì bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ là trước đây nhiều người yêu mình nhiều đến mức như thế mà tại sao mình không đền đáp tình cảm người ta. Nên là bây giờ mình phải thay đổi bản thân mình. Đúng rồi, hợp lý quá. Đó, nhà trai nghe vậy là an tâm rồi ha. Dạ vâng ạ. Rồi, tình trường nhà trai như thế nào nè? Dạ vâng, em thì cũng trải qua được 3 mối tình, nhưng chính thức thì 2. 2 mối tình đấy thì em cũng yêu, cũng là em quan điểm của em đấy là yêu là yêu hết mình, yêu trách bỏng, yêu làm sao để cho cái người yêu của mình ấy được hạnh phúc. Nhưng mà do nhất công việc của em đấy, nên lại em cũng hay phải, trước đây em cũng mở một quán ốc hải sản thì em cũng bên này cũng rất là bận, đâm ra là nhiều khi em cũng không để ý với bạn gái nhiều lắm, thì khi em phát hiện ra bạn ấy có người khác thì em cũng chia tay. Còn mối tình thứ ba thì cũng thật ra là kể ra thì nó cũng là một cái gì đó mà đến nay em cũng chưa hiểu nổi mà tại sao em lại yêu người ta như vậy. Bởi vì em quen bạn ấy cũng 3 năm trời mà chỉ nhắn tin, gọi điện trên Zalo thôi ạ. Thế là bạn ấy cũng trả lời em, thì hai người nói chuyện với nhau thì cũng là rất là vui vẻ, mà cũng muốn em bảo là xác định đến với nhau thì cho nhau cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau, gặp nhau ngoài đời. Nhưng bạn ấy cứ khất tần tật mòn, là tuy nhà bạn ấy mới anh em cách nhau có khoảng hơn 7 cây số thôi, rất là đi lại nó không có gọi là khó khăn gì cả, nhưng bạn ấy cứ khất tần tật mòn là nào lý do là dịch bệnh, nào lý do là công việc nọ công việc kia. Thì em bảo là nếu như em mà yêu anh thì em hãy cho nhau cơ hội để gặp nhau, chứ cứ quen biết này nói chuyện qua mạng thì nó cũng không đi đâu cả. Thế thì em cho bạn cơ hội trong vòng 1 tháng thì bạn không làm được điều đó thì em cũng nói là chia tay. Và khi đó thì em cũng mải công việc nên là cũng chưa nói đến gia đình. Mà em cũng nhẹ dạ quá. Quen nhau trên Zalo 3 năm trời, gặp mặt mà em yêu người ta dữ dội vậy đó. Thì tính em là cũng muốn là lấy, tìm được ai đó mà gần một chút ấy, để mình lấy với nhau thì mình có đi lại gia đình, đi lại nó thuận tiện hơn. Gia đình ai cũng có công việc mà. Có Zalo có thấy mặt cổ không? Có. Có hả? Dạ. Thấy mặt Zalo mà không cho gặp mặt ngoài đời. Dạ vâng, thế. Nhiều khi tính ra anh này okay là bền. cũng chung thủy đó chứ, cũng cố gắng. Ba năm mà đàn ông tụi tôi chung thủy lắm. Đeo chỉ có qua Zalo mà tụi yêu nhau vậy luôn á. Chỉ có phụ nữ làm khổ đàn ông thôi. Trời ơi trời. Cái gì vậy trời? Chứ còn gì nữa. Thôi, chào em gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Thấy thương anh này không? Thấy em, không? Nhẹ dạ kìa không? Mới có qua Zalo mà yêu 3 năm không thấy. Anh trung tình nhiều quá. Khi ông đó, ông Zalo mới được 3 năm chứ mà gặp một cái là nghỉ 3 ngày. Trời ơi, mai mốt em phải có người yêu xong em mở lại cái Zalo đó, em kết nối, em cho gặp người yêu mới của em. Sao cho ta biết mặt. Trời ơi, tính như mà nhỏ nhen trả thù dễ sợ luôn á. Trả thù, yêu 3 năm không cho người ta gặp ngoài đời, tức xong tức. Mà tức ha. Ừ. Không nghĩ sao kỳ vậy trời. Cô đó chắc cổ có chồng hay cũng kiếm thêm. Thôi đừng nghĩ rồi mày những chứ ai đâu kỳ lạ vậy. Cách nhau có 7 cây số hả? Dạ vâng. Vậy mà gặp anh phải tìm mọi cách anh tới cho bằng được nhà luôn, để coi cổ có chồng chưa hay là. Đúng rồi, sao em không canh hay á. Canh tới. Nhưng mà bạn ấy chỉ nhắn tin gọi điện thôi chứ bạn ấy cứ em có gọi điện thì bạn ấy vậy bận bảo là lý do là nơi kia này không có nhà hay là bạn ấy đi làm hay là kia. 3 năm trời. Ừ. Coi chừng là người mái đó. Người mái cũng đỡ gặp người ma. Ghê lắm. Chị à? Tâm linh à. Có hùng nhau qua màn ảnh không? Dạ chưa. Nhưng mà có gọi FaceTime không? Có gọi thấy hình có không? Có thấy hình mà. Có gọi thấy hình hả? Mà không có hùng qua màn ảnh luôn mà vẫn yêu người ta.
Mà em yêu cái điểm gì đó, em nói chị nghe coi. Thì người ta nói chuyện cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng nói chung là cũng biết quan tâm, chăm sóc, thỉnh thoảng gọi điện anh ăn cơm chưa, anh ngủ chưa, vậy thôi, anh có mệt không. Vậy thôi mà yêu đắm yêu đuối. Thế nhưng mà người ta có là cũng có một cái tình cảm gì với mình thì người ta cái quan tâm như vậy. Thôi nói chung là mấy người phụ nữ, mấy người hại đàn ông tôi quá. Đàn ông tôi nhẹ dạ mà cứ dụ dỗ đàn ông được không? Anh vừa đũa cả nắm quá, được. Có vẻ đâu cô gái nào cũng như cô gái đấy đâu. Tội nghiệp. Đàn ông đó người mái, tôi nói cái đó người mái. Đàn ông chúng tôi nhẹ dạ cả tin lắm. Cứ bị phụ nữ dụ hoài. Khổ gì đó. Nhiều khi FaceTime rồi có app rồi. Có khi có app rồi. Đúng rồi. Dám gặp ngoài. Có khi có app rồi gặp ngoài ngại. Vậy là app hại các anh con trai chứ không phải là phụ nữ chúng tôi đâu. Xài tới app chảo luôn á. Thành ra là nó không muốn gặp ở ngoài. Thôi. Khổ thân. Vậy cũng hiểu lý do rồi ha. Ừ đó vậy đi cho đợi đi. Nhẹ đầu đi. À, giờ mình nói về tương lai đi, nói về người mới đi. Đúng rồi. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì muốn tìm một người cao trên 1m7 và được. Ngoại hình thì mập mập xíu thì em cũng mập cho tương xứng. Không. Cũng dày bên đây cũng được. Đừng có dùng chữ mập, em là múp míp dễ thương. Chưa đến mức mập. Ha. Vâng, em cảm ơn anh. Rồi cũng được. Em nói gì chị tức ghê, em mập làm sao bằng chị. Gương mặt cũng tròn tròn phúc hậu anh. Được. Giọng nói thì trầm ấm. Nãy giờ em nghe rồi đó, vâng. Được không? Nghe cái giọng vậy thấy được không? Muốn trầm hơn nữa không? Và chín chắn ý, quan trọng là chín chắn và là một người đàn ông hướng về gia đình, yêu trẻ con ý. Em làm về giáo dục nên là em thấy rất là tầm quan trọng của giáo dục gia đình ý. Nên em tìm một chín chắn thì chị không biết nha. Tại vì yêu mà 3 năm yêu đồ không có gặp là chị không biết có chín chắn hay không à. Nhẹ dạ cả tin. Ừ. Thôi được rồi. Nãy những gì yêu cầu nhà gái đó em thấy đáp ứng được nhiêu phần trăm em gái? Thấy đáp ứng được. Nói chung là em không tự hào đáp ứng bao nhiêu phần trăm nhưng mà em sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Cái gì mà mình còn thiếu thì mình đắp vô. Vâng. Rồi giờ còn em sao? Dạ. Em muốn có người yêu sao? Em thì muốn người yêu và em thì nhất là biết quan tâm em, quan tâm gia đình em và chăm lo gia đình. Vấn đề dư sức đặc biệt luôn. Là phải gặp mặt đúng không? Dạ vâng. Còn quan trọng nhất là nhất định là không có xài áp. Nói gì thì nói nhưng mà mình cứ phải thực tế. Thực tế. Đó. Hồi mở rào cho gặp chứ không phải gặp qua màn ảnh nữa. Đúng. Dạ vâng. Mà trước khi mở rào hỏi. Nhiều người cũng nói tôi bữa nào cho gặp Ngọc Lan ngoài đời đi. Để coi giống trên màn hình hay không. Màn hình dễ thương xinh quá. Nhiều khi mấy ông camera này cũng dùng áp đó. Ủa mọi người nhìn Ngọc Lan ở ngoài đời nè, mọi người dễ thương đúng không mọi người? Đó, thấy chưa? Ừ đúng rồi đó. Ủa chưa thấy rồi. Ngồi im luôn à, tức ghê vậy. Rồi, em gái đi ra em gái. Dạ em đi cùng bạn em ạ. À bạn Hà Nội vào ạ. Đại diện nhà gái cho xin ý kiến coi. Nay Ngọc Lan đẹp thiệt, xinh đẹp giống truyền hình hay không hay là ảo thôi? Em chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào khán giả trong trường quay. Dạ chào nhà gái. Thì chị là bạn của Yến. Dạ. Thì chị thấy như này là Yến thì dành hết thời gian cho công việc rồi. Vâng. Giai Bắc mình thì thường hay đòi hỏi người nữ là việc nội trợ nhiều quá. Mà Yến thì chắc là không có thời gian dành cho công việc gia đình nhiều. Vâng. Chắc là chỉ có ngày cuối tuần thôi. Mà em thì chị thấy em cũng ngoài đi làm em cũng có thời gian mở thêm nhà hàng nữa. Thì chị nghĩ là bây giờ phải một trong hai người bớt lại. Mà cái sự nghiệp của Yến Hiếu đang trong đà như thế thì em hy sinh một chút. Thế mới cả thứ hai là hai bạn chị lo lắng, hai bạn một người Hà Nội một người Hải Phòng thì cũng phải sắp xếp như nào để mà gặp nhau. Còn Yến thì chị thấy là hai người có tướng phu thê đó thì hai người cứ bấm nút cho nhau cái theo chị thì lên bấm nút và cho nhau điều kiện. Bởi vì Yến á thì cái gu của Yến á thích đàn ông khá là có tuổi. Nhưng mà chị thấy bạn này cũng ok nha. Mà chị thì chị thích theo chị là nửa tuổi này nó là phù hợp. Nó là phù hợp. Thế vâng, thì chị thấy cũng ok đó. Còn Yến thì bạn ấy rất là yêu công việc. Thì em cũng tạo điều kiện, chị nghĩ là cũng hai bên tạo điều kiện nhau. Còn tính cách thì mới qua đây vài câu chuyện thì vài cái câu chuyện thì chị nghĩ là chưa hiểu nhau lắm thì mình để thời gian rồi trả lời ha.
Dạ vâng ạ. Xin hết. Cảm ơn chị. Dạ. Nhà trai mình đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em ạ. Dạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào dạ, toàn thể quý vị khán giả. Em thấy bạn gái bên này cũng rất là dễ thương, nói chuyện là đáng yêu. Em thấy hai bạn rất là hợp nhau ấy. Dạ mong hai bạn hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Dạ, dạ cảm ơn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn hai họ luôn. Bây giờ thôi mở rào đi để hai anh chị gặp mặt nhau, không có qua Zalo, không có qua ảo áp chảo gì nữa chừng á. Nào. Mở rào. Đó, cô gái đang hiện diện trước mặt em đó là thật nha. Chào em. Em chào. Đến với chương trình anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh ạ. Đến với chương trình bạn muốn hẹn hò thì em cũng có món quà là một cuốn sách tặng anh để anh có thể thấu hiểu thêm về tâm lý của phụ nữ, thì cũng dễ hơn cho việc là sau này em với anh trò chuyện thì thấu hiểu tâm lý thì cũng là một cách để kết nối với nhau được sâu hơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi về vị trí ngồi đi các bạn. Đây chị cảm ơn. Đó. Bây giờ trò chuyện qua cái hàng rào tình yêu rồi, bây giờ mình gặp mặt thật sự luôn rồi đó. Cảm nhận đi em trai, em thấy cô gái sao nè? Xong em cảm nhận bạn gái cũng xinh xắn, nhưng mà nhìn bề ngoài thì cũng được, hiền lành, cũng có tướng phu thê với mình. Em cảm nhận thế nào về anh? Em thấy hình dung thì cũng gần giống mẫu hình mà em đang tìm, là một người đàn ông cao hơn em tầm khoảng hơn 1m7. Và cũng mặt tròn tròn phúc hậu. Anh thì cao 1m73. Vâng. Em nhìn anh có mặt có giống như thế không? Vâng. Ý em nói là mặt phúc hậu. Vâng. Thì em cũng đang cảm nhận thì cũng thấy gần giống ạ. Cũng mặt cũng tròn tròn như em. Cảm ơn em. Quan điểm của em như thế nào về hôn nhân? Quan điểm hôn nhân là hai người ấy là giống như trồng một cây thì hai người cần phải vun đắp, chứ không để là từ một phía được ấy. Và quan điểm của em về việc là hôn nhân thì cần phải là quan tâm lẫn nhau, thấu hiểu tâm lý của nhau. Phù hợp về quan điểm cũng như cái lối sống. Em thì làm về giáo dục nên em rất là quan tâm việc là nuôi dạy con cái. Nên là em cần người đàn ông mới phải thấu hiểu để cùng nhau nuôi dạy con cái thật là tốt trong cái giai đoạn là không đến 6 tuổi. Để bởi vì là cái giai đoạn đầu đời này là cái dấu mốc để phát triển em bé cũng như là phát triển về nhân cách ấy, là cái nôi để nuôi dưỡng tâm hồn em bé. Thế nên là em cần tìm một người đàn ông là như vậy. Thấu hiểu để nếu mà anh không đạt được đó thì đã có em rồi, nói gì, đúng không? Không, anh chỉ vẫn anh là chỉ nuôi là con để hai người đấy ạ. Có nghĩa là đôi khi là anh có thể là chưa được nạp như ý em muốn, nhưng mà có em rồi thì chúng ta cùng nhau giúp cho con cái mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Em sẽ đào tạo cho anh. Quan trọng là phải cùng nhìn về một hướng, chứ còn okay. Nếu mà nuôi dạy con mà cứ chống đánh xuôi kèn thổi ngược là con nó sẽ phát triển không có toàn diện ấy. Đúng rồi. Nó sẽ cứ ai chiều nó sẽ nghe theo. Thế nên là okay. phải hiểu và cùng làm theo về một hướng, chứ không có một người này dạy một kiểu, người kia dạy một kiểu. Anh thấy cái khó của hai bạn hồi nãy giống như chị nói đó. Vâng. Tức là bạn kia rất là yêu nghề và gần như bạn không có thời gian. Mà hiện nay hai bạn đang ở xa nhau, cách nhau hàng trăm km đó. Thì giải quyết chuyện đó thế nào, hẹn hò thế nào, hai bạn thử bàn với nhau coi. Em thì làm có được nghỉ ngày nào? Em thì sống ở Hà Nội, em có trung tâm riêng thì cũng có các bạn nhân viên làm thì em chỉ quản lý thôi. Nhưng mà thường là cứ em nghỉ ngày nào thì em tự chọn thôi. Nhưng mà thường là đầu tuần em sẽ bận rộn hơn, còn cuối tuần em rảnh hơn. Rồi. Em cứ bàn giao công việc với các bạn thì em chỉ quản lý chung thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Nhà anh thì có bao nhiêu anh chị em nhỉ? Nhà anh thì có 3 chị em. Hai chị cũng đều lấy chồng có cháu hết rồi. Có mình anh thôi. Anh thì đang sống ở huyện nào nhỉ? Anh thì đang gốc của anh thì ở Thái Bình, nhưng mà anh thì đang sống ở Kiến An, Hải Phòng. Anh làm công việc hiện tại là anh đang bán đồ, như em thấy em hiểu là bán đồ nhậu đúng không? Bán đồ nhậu thì anh mới tạm dừng nghỉ vì đợt vừa rồi là anh cũng có nhiều việc ấy. Mới lại anh cũng mới làm mới xin công việc mới, thành ra là cũng chưa có người để cùng nhau làm ấy.
thì anh cũng tạm thời là nghỉ cái đó, vì trước anh cũng làm ở trên Hà Nội và xong cũng bị cái dịch Covid xong là nó kia thì nhà hàng nó không hoạt động tốt ấy, thì là anh cũng tạm thời mới nghỉ. Đang nếu mà có thời gian, nếu mà sau này mà có thời gian mà vợ chồng mà cùng kết hợp được nữa thì anh cũng muốn mở lại, để mình muốn mở thứ nhất là không có gì ngoài mà cái công việc mình làm nó sẽ được thụ động hơn. Mình thích làm quản lý thời gian của mình, không thời gian của mình ấy, nó sẽ được tốt hơn để mình chăm sóc gia đình. Thì anh cũng muốn là sau này mình có sẽ mở lại. Trước là anh ở Hà Nội, anh ở quận nào ạ? Anh thì ở Hà Nội thì anh ở Hà Đông. À. Hà Đông ở gần Kiến Hưng ấy, gần anh biết khu đô thị Thanh Hà không? Vâng, em thấy cũng khá xa. Xa nội thành ấy. Trước là anh học trường gì ra nhỉ? Anh thì học hàng hải nhưng mà anh bỏ giữa trường thì anh xong rồi anh đi học nghề anh làm thôi. Chứ không anh cũng không theo nghề mấy, vì căn bản bạn anh cũng học hàng hải ra, xong bạn anh bảo là cũng vất vả nó kia, đi thuyền tàu bè các thứ, xong kia theo anh bảo thế thì mình đi tìm cái nghề gì đó mình học làm kiếm sống thôi chứ không học gì. Quan trọng là bây giờ cũng là đam mê thôi. Có đam mê thì mình sẽ tạo được lửa để mình làm nghề. Với mỗi một nghề làm đều có những cái vất vả riêng. Em làm là em thấy là như vậy. Em không thấy cái nghề nào mà làm ăn chân chính mà em thấy được nhàn nhã cả. Em thấy nghề nào cũng vất vả. Nói chung là đã làm là công việc kinh doanh ấy, thì nó sẽ tốt hơn là công việc làm thuê. Mình làm thuê thì mình cứ có mồ hôi thì mình có tiền, mà hết mồ hôi thì mình hết tiền thôi. Đấy, còn mình kinh doanh thì mình có thể là hôm nay có thể là mình kiếm được nhiều hơn, ngày mai có thể kiếm được ít hơn, nhưng mà mình bù lại thì mình sẽ lo được gia đình nhiều hơn, lúc nào mình cũng có mặt ở gia đình ở kia các thứ. Trước là anh bán quán nhậu là cũng ở Hà Đông luôn nhỉ anh nhỉ? Anh cũng đang là Hà Đông mà sau anh cũng chuyển về Hải Phòng anh làm, nhưng mà cũng nó cũng không thành công lắm, nên là anh cũng bảo là thôi tạm thời nghỉ, vì các bạn ạ, cái mặt bằng nó thuê nó cao quá, xong rồi mình mà bán mà không có người quản lý hay là mỗi mình làm nó vất, mà làm đêm làm hôm các thứ nó cũng vất vả. Khâu quản lý nhân sự cực kỳ quan trọng. Bây giờ em trai nói cho em gái biết là nếu như chúng ta lấy nhau chúng ta sẽ làm gì, ở đâu, thử xem. Nếu như mà lấy nhau thì em có theo anh không hay là anh phải theo em, theo quan điểm của em ấy? Em thì công việc của em là phải ở các thành phố lớn, thì em cũng đang phát triển dần. Bởi vì trung tâm em đang từ một cơ sở bây giờ tăng lên 2, và thậm chí sắp tới thì em cũng đang có ý định mở thêm các cái chi nhánh ấy. Nên là em chỉ có thể sinh sống ở các thành phố lớn như là Hà Nội, Sài Gòn thôi. Hải Phòng cũng được xem. Bởi vì cũng có thể phát triển được, nhưng mà bây giờ em đang gây dựng ở những chỗ cũ, em không muốn bỏ các cháu học sinh của em mà các bạn đã học, có những bạn học 2-3 năm, thậm chí 4 năm rồi ấy. Nên em rất là yêu nghề, nên là em sẽ trụ lại ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn thôi. Có cái là có 2 cái mốc cố định đấy. Vâng ạ. Còn Hải Phòng thì có nên cân nhắc không? Em có thể phát triển mở thêm cơ sở ở đấy được, nhưng mà nếu mà trụ sở chính thì em sẽ không về đấy, bởi vì ở ngoài đây em sẽ phát triển lên nhiều cơ sở hơn ý. Dự định tương lai của em là như thế, thì với cái mong muốn là em cũng muốn tìm một người phù hợp để kết hôn, để cùng nhau là gây dựng sự nghiệp, nhưng mà sinh sống ở Hà Nội hoặc Sài Gòn. Em đang phát triển đang 2 hướng đi 2 thành phố đấy. Ok. Em thì muốn sinh được mấy người con? Em thì cũng tùy vào điều kiện của chồng em nữa. Còn bản thân em thì em muốn là ít nhất là cũng là 3 em bé, còn không là 4 em bé. Nên là em rất là thích trẻ con ấy. Mê làm lắm, một bóng luôn ấy. Ngày nào cũng tiếp xúc với các em bé, nên là em thấy các cái biểu cảm của các bạn rất là ngộ nghĩnh, mê lắm. Lúc nào em cũng tối về em còn mở lại video để xem lại hành trình các bạn ấy đang học ấy, là rất là thích nhiều con. Thế nhưng mà còn phải tùy thuộc vào người chồng là có lo được không. Đúng thì rồi. Em mới lại sinh nhiều. Quan điểm của anh thì cũng nên 1-2 đứa con, rồi mình tập trung vào nuôi dạy cháu lên người nó tốt hơn là nhiều em ạ. Nếu mà được cơ hội mà chúng ta đến đây chương trình này thì anh cũng hy vọng chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu, và có được thì chúng ta sẽ tiến xa hơn. Rồi bây giờ thế này, hai bạn tới gần nhau chút xíu nữa đi, để chúng ta có thể có một cảm nhận khác nữa. Hãy nhìn thẳng mắt nhau,
Chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau. Rồi bắt đầu mình cảm nhận đi em trai. Nãy giờ nói chuyện với Yến đó, thông qua hai bên trò chuyện với nhau, mình cảm nhận cô gái trước mặt mình như thế nào? Khi chưa cầm tay em thì chưa biết cảm nhận nhận như nào. Nhưng mà khi cầm tay thì anh cũng thấy em là một người rất là ấm áp, khuôn mặt rất là phúc hậu. Ngược lại em thấy cảm xúc thì vẫn như kiểu ban đầu thôi, là chắc em là một người cần phải có thời gian đấy mới cảm nhận về đối phương được kỹ hơn, kiểu rất là kiểu chắc chắn ấy. Ok. Em cũng phải cảm nhận một chút gì với chàng trai nãy giờ nói chuyện với em chứ. Thì em cảm nhận anh là một người rất là chân thành, rất thật thà ấy. Hãy hát tặng Yến một bài gì đó. Vâng. Thì trên chương trình này thì anh cũng đã chuẩn bị một bài hát. Thì anh cũng hát tặng em một bài hát Chỉ Yêu Mình Em. Mình cứ nắm tay, các bạn đang giao lưu về mặt cảm xúc đó để chúng ta đưa ra một quyết định chín chắn không? Cứ nhìn nhau mà hát. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Cảm ơn chương trình ạ. Ngược lại tiếng hát đi. Vâng, em cũng xin phép là gửi tới chương trình một ca khúc của nhạc sĩ Tăng Nhật Tệ, là ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Một Chút Nữa. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố, dù lòng phải quên đi, mà sao con tim vẫn yêu mềm. Rồi, được rồi, các bạn về ghế ngồi đi. Bạn về chỗ. Nãy giờ chúng ta đã trò chuyện với nhau cũng rất nhiều rồi, cũng đã tìm hiểu về những cái sở thích cũng như tính cách của nhau, công việc của nhau. Em ngồi xích vào tí xíu nữa. Em ngồi để tay vào nút bấm các bạn. Xích đi. Rồi, trò chuyện với nhau cũng khá lâu ha. Cái khoảng thời gian ở trên sân khấu, những cái khoảnh khắc chúng ta nắm tay nhau, chúng ta trao ánh mắt cho nhau, chúng ta giao lưu cảm xúc với nhau cũng một phần nào đó, để cho các bạn cảm nhận rõ về nhau và các bạn có thể biết được rằng đây có phải là đối tượng mà mình đang đi tìm hay không. Bây giờ công việc của các bạn chỉ là nhắm mắt lại, cảm nhận lại tất cả những cái giây phút vừa rồi, cảm nhận lại những cái cảm xúc vừa rồi, để chúng ta có thể đưa ra cái quyết định cho chính bản thân của mình. Và quyết định này các bạn không quyết định vì điều gì cả, không quyết định vì cảm thấy à thôi mình cứ bấm nút đại đi rồi mình xuống mình tính sau. Nhưng cái quyết định này nó phải là quyết định từ chính cái cảm xúc của mình. Và quan trọng nhất là các bạn phải có cái trách nhiệm với cái quyết định của mình. Bây giờ chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nhà gái không bấm. Em cũng xin lỗi anh là em chưa cảm thấy là kết nối được nhiều về những cái điểm tương đồng ấy. Thế nên là hôm nay thật ra đến đây thì cũng là có duyên với nhau, nhưng mà em nghĩ là nợ thì thật ra gặp được nhau là do ý trời, và cũng may mắn là cũng được đến chương trình ấy. Thế nhưng mà ở bên cạnh nhau thì cũng là từ cả hai phía ấy. Nên em cũng rất là xin lỗi anh, là em cũng mong anh là tìm được một người phụ nữ phù hợp và yêu thương anh, và đi cùng với anh đến cuối con đường ấy. Bởi vì là khi trò chuyện với anh thì em sợ một vài cái điểm mà cái ước mơ của em nó lớn quá ấy. Em sợ nếu cứ đi tiếp thì sẽ làm tổn thương, mà em không muốn làm tổn thương ai ấy. Nên là ngay từ ban đầu nếu mà có những cái điểm phù hợp thì em cũng sẽ đồng ý. Nên em là thật lòng em muốn, mong muốn là em chúc anh hạnh phúc và tìm được một người phụ nữ thực sự là hiểu anh và yêu anh ạ. Cảm ơn em. Thì hơi buồn tí nhưng mà sao? Dạ. Hơi buồn tí. Nhưng mà nếu thật lòng thì anh nghĩ rằng em hãy đến Hà Nội và thăm cô ấy.
nấu cho ấy ăn một vài món mà mình đã từng nấu. Em cũng mời anh qua nhà em. Biết đâu được ha. Vâng. Không phải chúng ta không bấm là không còn cơ hội đâu. Cơ hội vẫn đang trước mặt chúng ta. Vâng. Vấn đề là chúng ta có cố gắng hay không thôi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúng tôi trân trọng những quyết định của các bạn. Điều đó đúng. Chúng ta không hợp với nhau, chúng ta không cảm giác không đu đồng với nhau, cũng không cần bấm để làm mất thời gian lẫn nhau. Và trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều nút bấm dành cho các bạn. Yên tâm về điều đó nha. Chúc các bạn sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn và sớm tìm ra một nửa mảnh ghép yêu thương của mình. Dạ. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Đây là phần quà của chương trình dành cho các bạn. Sản phẩm hóa mỹ phẩm nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn. Dạ, cảm ơn. Đây là bộ son do thép Vina Kway gửi tặng cho bạn gái. Đây là bánh Hurra, bánh bông lan làm từ trứng của thương hiệu BBK, xin được gửi tặng cho hai bạn. Đây là lò vi sóng Toshiba. Đây là cặp mũ bảo hiểm Royal, xin được gửi tặng cho hai bạn. Rất tiếc thì cặp mũ này không được đi cùng nhau rồi. Hy vọng rằng ngày nào đó nó cũng sẽ đi cùng nhau đó chứ. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn. Này em.